Hôm nay thì mình chia sẻ một loạt cái dáng váy suông đủ màu đến cho chị em, bởi vì là cái thời tiết này bắt đầu chuyển sang cái thời tiết chính xác của mùa hè rồi đấy. Bắt đầu là diện những cái em như thế này thì rất là tuyệt vời. Chị em, các dì, các cô cũng đều phải chuẩn bị những cái trang phục xinh tươi, rất là trẻ trung, đẹp đẽ, phù hợp với mùa hè. Thỏa sức chị em mình tung tẩy đi du lịch, đi picnic với bạn bè, với gia đình. Mẫu váy suông rất là đáng yêu. Cái ưu điểm của cái mẫu váy này đó là về phần chất liệu. Chất liệu này là chất liệu tơ xốp nhá, rất là mát, có độ xốp này. Mặt bên ngoài thì là người ta dập theo kiểu vải hai lớp, mà hai lớp dập xốp mỏng nên nó có độ thoáng mát. Tay Tùng cũng rất là xinh ạ, tay này rất là thoáng nhá, không khó bó phần tay của mình đâu ạ. Đấy, dáng cũng là dáng suông, và cái dáng tay và dáng váy rất phù hợp với nhau. Ưu điểm thứ hai đó là mọi người nhìn ạ, nó không hề lộ cái phần bụng trước của mình, bởi vì là cái dáng này thì là cái dáng gọi là suông eo nhá, hay là váy hạ eo, nó không bó sát phần eo của mình, cho nên tất cả những cái phần khuyết điểm ở phần eo mình mặc nó sẽ không bị lộ. Đấy, mặc lại vô cùng thoải mái nữa, cho nên rất phù hợp với chị em mà khi đi du lịch, hoặc là kể cả là đi tiệc tùng đám cưới bạn bè cũng rất là vô tư, cũng rất là đẹp ạ, rất là xinh, rất là thoải mái. Đấy, váy này là hai lớp nha, lớp bên trong thì mình làm chất liệu lụa rất là mềm, rất là thoáng mát. Đấy, phần bên trong nó là lót lụa, vô cùng thoải mái và mát mẻ. Hiện tại bây giờ mình đang quay với cái trạng thái là không hề bật điều hòa này, không có quạt, để mình thử xem là khi mình mặc như vậy thì cái cảm giác nó sẽ thế nào. Mặc dù là mặc váy hai lớp nhá, bởi vì chất liệu của nó là chất liệu khá là xốp và mỏng, cho nên mình vẫn có lót và lót lụa bên trong. Mình thấy là rất là dễ chịu, không hề cảm giác nóng được. Đây là mình đang mặc nó là màu cốm, hay gần giống cái màu nõn chuối ít nhỉ, rất là xinh. Hay còn gọi là vàng bơ cũng được, bơ nó đậm hơn, pha một chút cốm. Đấy, rất là đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn là bên trong ảnh. Mình không biết là cái máy điện thoại của mỗi một người thì nó sẽ ra một cái tông màu sắc thế nào, như bên ngoài nó là ánh xanh pha cái kiểu vàng nõn chuối, có nghĩa là xanh nõn chuối đấy, hay còn gọi là xanh cốm cũng được ạ. Rất là đẹp, rất là nhẹ, rất là thanh. Cái phần cổ mọi người ạ, mọi người nhìn cổ này mình không làm quá sát và có cái kèm phần dây dệt rất là xinh, là một điểm nhấn ở trên cái cổ áo nha. Với cái em này thì có sẵn size M dành cho những người dưới 55 cân là mặc vừa nhé, bởi vì rất là thoải mái, mình mặc như này vô cùng thoải mái, cho nên là chị em mình có tăng giảm cái vòng eo ấy, vòng hai ấy, sẽ không sợ thế nào, mặc sẽ không lo, không bị lộ khuyết điểm ạ. Vượt qua đầu gối thì chị em mình mặc nó không ngại, có những người bắt đầu cái đầu gối nó cảm giác nó không được tự tin lắm thì cái dáng này qua đầu gối một chút xíu. Chiều cao mình có 1m52 thôi, thì những chị em cao 1m6 trở lên đến tầm khoảng 1m65 vẫn mặc tốt nha. Bởi vì mặc những chị em mà có cái đôi chân thon dài đẹp, mình có thể mặc trên đầu gối được, thì cái này chiều cao 1m65 là vẫn có thể mặc được, nó chạm trên đầu gối rất là xinh. Cái tay này còn giúp cho chị em mình che một phần cái khuyết điểm, bởi vì có những người tay quá nhỏ, tay bắt tay quá to, không tự tin, thì cái dáng tay này cũng rất là xinh. Mọi người nhìn ạ, nó vừa thoải mái và nó vừa che khuyết điểm rất là tốt ạ. Ở đây thì mình chỉ mặc đại diện một cái màu mà mình thấy là cho mọi người tham khảo thôi. Và mình có sẵn ở đây, mình có những cái màu như là màu cam rất là đẹp. Cái màu cam này cũng vô cùng là đẹp luôn ạ. Tôn da lắm nhá, mà được rất nhiều chị em yêu thích. Màu cam này, đây là mình đang lên những cái màu tương tự như này. Còn màu be thì là mình làm lên một cái chất liệu khác đây nhá. Màu đen cũng rất là đẹp, sang và huyền bí ạ. Chất này là chất xốp, nó cũng là dạng xốp nhưng mà cái dập nổi khác. Cái em này thì chân thành là nó chỉ còn duy nhất có một chiếc thôi, một chiếc duy nhất thôi. Thì nếu ai có nhu cầu thì mọi người liên hệ với mình luôn nhé. Chỉ có một chiếc size M duy nhất dành cho người dưới 55 cân mặc vừa, dưới 55 cân. Nhưng nếu như ai mà có cái chiều cao khoảng 1m6, 1m6 trên 1m6 thì có thể là lên tới 56, 57 cân vẫn mặc vừa nhé. Bởi vì cái này tùy thuộc vào chiều cao và cân nặng, thì mọi người cứ gửi cho mình cái chiều cao và cân nặng thì mình sẽ trao đổi xem là hiện tại với chiều cao cân nặng đấy có mặc vừa hay không. Cái màu đen chỉ còn có duy nhất một chiếc thôi, mình chưa kịp quay lên thì đã hết rồi, nên có thể thay thế bằng cái chất liệu khác. Ví dụ cái chất liệu như thế này thì chắc là vẫn còn nhé mọi người nha, vẫn là vải xốp nhưng cái vân của nó khác một chút, màu đen vân khác một chút, nhưng chất liệu thì cùng giống nhau ạ, cùng là giống nhau nhá. Thì cái màu cam cũng đẹp, màu trắng là chất liệu đũi, mình lên chất liệu đũi, mọi người nhìn tham khảo ba chất liệu. Đũi thì rất là mát này, rất là mát, thấm hút mồ hôi. Còn chất xốp này rất là thoáng luôn. Mặc chất xốp thì rất là thoáng, lót bên trong đều là lót lụa hết, cho nên là cái cảm giác khi bám vào cơ thể mình ấy, nó rất là mềm, rất là trơn, rất là dễ chịu. Bên mình hiện tại đang lên rất là nhiều mẫu,
để cho chị em mình tham khảo. Mình mặc dáng lên thì mọi người tham khảo. Cái tay này cũng là tay chuông nhá, không phải tay tùng. Đây là tay tùng hai lớp này, hai lớp nhưng mặc rất là thoáng. Còn tay chuông cũng rất là xinh, nó rất hợp với phần chân nhúng bên dưới. Dáng này thì là dáng suông, suông thẳng luôn, suông thẳng cá cũng rất là xinh ạ. Màu này là màu be nhá mọi người, màu be rất là tôn da và nhiều chị em yêu thích luôn đấy. Đây là những cái dáng căn bản để chị em mình mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được, để cho chị em mình thấy rằng là khi mình mặc ấy thì mình khá là tự tin. À, đặc biệt những chị em có cái vòng hai ấy, nó không được nó không được thon mà mình muốn che bớt cái phần khuyết điểm mà mặc lại thoáng mát và thoải mái, thì cái dáng này mình chia sẻ nhanh để cho chị em mình tham khảo. Để ai mà có cái không thích mặc những cái dáng váy body thì mình mặc những cái dáng váy như thế này thì sẽ cảm giác rất là dễ chịu, vẫn hiện đại nhưng lại rất thoải mái, rất là tự tin, thì chị em mình tham khảo nhá. Và mình muốn nhắn nhủ một chút về cái vấn đề đặt online hiện tại ở bên Thời Trang Thủy ấy. Khi mà tiếp nhận rất là nhiều cái số điện thoại của mọi người đến, nhưng chắc chắn là qua số điện thoại sẽ rất là khó để tư vấn, để trao đổi, để chốt đơn. Cho nên chị em mình cứ vui lòng là chụp màn hình lại, xem những mẫu mình cảm thấy yêu thích, mình chụp màn hình lại, gửi qua Zalo. Như vậy là thuận tiện nhất ạ. Đấy là cái cách mà mình muốn nhắn nhủ lại với chị em mình hiện tại đang chốt đơn và đang đặt may của Thời Trang Thủy qua các kênh thông tin khác nhau, có nghĩa là Facebook hay là Fanpage hay là Messenger hay là Viber, ví dụ vậy. Hoặc là mọi người còn nhắn nhủ là mình đặt bay ở trên YouTube thì mình đã nói rồi, liên hệ với mình qua số điện qua số Zalo 0984004193, mình sẽ tiện trao đổi và tư vấn hơn rất là nhiều, bởi vì như vậy thì mình sẽ chốt được với nhau qua hình ảnh tin nhắn, như vậy thì mình sẽ thống nhất được với nhau một cùng một nội dung chuẩn xác, là vấn đề chốt đơn nó sẽ nhanh gọn nhẹ và đơn giản hơn.